Thưa quý vị, tại lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 do Bộ Công Thương tổ chức, hai sản phẩm Bộ Giải mã tín hiệu truyền hình, Bộ Tích hợp truyền thông đa phương tiện Smartbox và thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới iGate của VNPT Technology đã đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2022. Theo VNPT Technology, với vai trò thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới, iGate được kỳ vọng sẽ trở thành cổng kết nối trung tâm của ngôi nhà thông minh trong hệ sinh thái chuyển đổi số hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu kết nối trong ngôi nhà với mức độ an toàn và tin cậy cao, mang lại trải nghiệm ổn định, xuyên suốt trong ngôi nhà thông minh của mọi hộ gia đình Việt. Với Smartbox, thiết bị cung cấp kho ứng dụng đa dạng, đáp ứng nhu cầu chung của hộ gia đình cũng như nhu cầu cá nhân hóa của từng thành viên. Từ giải trí, mua sắm cho đến tham dự hội thảo, gặp mặt trực tuyến, Smartbox mở ra cuộc sống tiện ích cho mỗi thành viên với mục tiêu cho phép người dùng tìm thấy mọi thứ trong ngôi nhà thông minh của họ. Đây là sản phẩm Make in Việt Nam được nghiên cứu, phát triển và được thiết kế bởi các đội ngũ kỹ sư công nghệ của công ty và được sản xuất tại nhà máy của công ty tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hiện nay thì chúng tôi đã đưa ra thị trường gần 10 triệu sản phẩm cho cái hai loại thiết bị này và được tiêu dùng rộng rãi trong nước và quốc tế. Các kỹ sư của công ty VN Technology cũng không ngừng phát triển, không ngừng cải tiến các cái tính năng mới của sản phẩm nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người tiêu dùng.